Xin chào tất cả các bạn. Một món tráng miệng có nguồn gốc từ Thái Lan nhưng lại được rất đông đảo người Việt Nam mình yêu thích. Đó chính là món xôi xoài Thái Lan. Hôm nay mình vào bếp để chia sẻ với các bạn một cách làm rất là nhanh và đơn giản. Nguyên liệu cần có để làm món xôi xoài ngày hôm nay, mình có 2 khắp nếp. Này là nếp hạt dài nha các bạn. 1 lít nước lá dứa. Lá dứa này là mình xay ra rồi mình lấy được 1 lít nước nè. Mình có ở đây là 5 trái xoài. Xoài chín nha. Bự quá nè, ngon lắm. Mình đợi cho nó chín để cho nó ngọt ha. Bên này thì mình có 1 lon nước cốt dừa, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột năng, 1 gói vani, 1/2 đường và 1 muỗng canh dầu ăn nha. Thì ở đây là cái chai dầu ăn của mình đó, nó có đo lường ở đây. 1 muỗng canh ha. Đầu tiên là mình sẽ đi rửa cái nếp này ha các bạn ha. Mình vo cho nó thật sạch. Mình vo sạch. Sau đó thì mình sẽ lấy 3 khắp nước lá dứa. Mình ngâm. Mình ngâm ít nhất là 4 tiếng các bạn ha. Thì 1 lít lá dứa này á là 4 khắp. Mình lấy 3 khắp thôi. Mình ngâm ở trong cái nếp này để cho nó có màu xanh và nó thơm mùi lá dứa các bạn. Còn lại 1 khắp thì mình sẽ nấu sôi. Mình vo chừng nào mà mình thấy cái nước đó trong thôi nha các bạn. Cái này là mình vo khoảng 7-8 nước gì đó thì cái nước nó mới trong lận. Tại vì mình thấy là 3-4 nước thì cái nước nó vẫn còn đục nha. Mình lấy 3 khắp lá dứa đây mình ngâm nếp ha. Còn lại 1 khắp thì mình sẽ nấu xôi. Mình ngâm ít nhất là 4 tiếng nha các bạn. Nếp này mình đã ngâm được 8 tiếng rồi. Giờ mình rửa cho nó sạch lại cho nó ráo nước nha. Nếp này của mình sau khi ngâm nước lá dứa được 8 tiếng thì nó có nở ra rồi. Bây giờ mình cứ xả sạch lại với nước lạnh rồi mình đi mình nấu nha. Mình đổ nếp vô trong cái hộp thủy tinh nha các bạn, hoặc là cái tô sứ cũng được. Sau đó thì mình cho 150 ml nước cốt dừa ha. Cho thêm một chút muối. Một nửa không một này là 1/2 muỗng muối nha.
2 muỗng canh đường nha. Còn 2 muỗng canh này lát nữa mình nấu nước cốt dừa. Rồi bây giờ mình cho thêm cái phần nước lá dứa còn lại các bạn. 3 khắp mình ngâm với lại nếp, thì mình còn lại 1 khắp nữa. Mình cho vô cho đến khi mà nó ngập cái nếp này nha. Mình trộn đều lên tại vì nó có đường á, cho nó tan. Đó, mình thấy nó xăm xắp cái mặt nếp này là được nè. Rồi bây giờ mình cho nó vô microwave mình hâm 7 phút nha các bạn. Mình lấy cái phết ráp mình trùm nó lại. Mình cho vô microwave 7 phút. Mình chỉnh 7 phút nha. Rồi, mình đóng cửa lại. Bây giờ nó chạy 7 phút. Trong khi cái microwave nó đang chạy 7 phút, giờ mình nấu còn phần nước cốt dừa còn lại các bạn. Mình cho thêm nửa lon nước nữa nha. Nửa muỗng cà phê muối, một gói vani, cái phần bột năng nè mình bỏ vô đây luôn, mình đánh nó lên. Hai muỗng canh đường. Rồi nhà mình mở lò. Mình khuấy. Tại vì nó có bột năng á các bạn. Mình khuấy liên tục ha. Cho tới khi các bạn thấy nó hơi sôi nhẹ thì mình tắt bếp. Sôi như này các bạn tắt lửa được rồi nha. Thì mình lấy ra nha. Mình mở nó ra, này nó nóng nha các bạn, cẩn thận nha các bạn. Chừng nó phỏng cái mặt á, tại vì nó nóng lắm. Đó, mình mở cho nó bung từ từ ra. Thơm mùi lá dứa quá. Wow. Mình trộn nó lên ha, mình xới nó lên nè. Các bạn cho thêm một muỗng canh dầu ăn nữa nha. Rồi, mình trộn nó lại. Rồi mình dàn nó đều ra.
mình trùm nó lại, xong rồi mình bỏ vô microwave mình nấu thêm 5 phút nữa ha. Ok, bây giờ mình mở cái này là mình nấu ở trong microwave lần thứ hai rồi đó các bạn. Mở nó ra nha. Mình xới nó lên nha. Cái này là nó chín rồi đó các bạn. Mình ăn thử nha. Thơm, béo, ngọt ngọt, ngon quá. Này mà ăn chan với lại nước cốt dừa lên, ăn với đậu phộng với xoài nữa là hết sảy luôn á các bạn. Tổng cộng là mình nấu ở trong microwave là 12 phút nha các bạn. 12 phút thì nó đã chín hết rồi đó. Dạ, nó chín hết rồi, không có cái nào còn sống hết á. Mình ăn thử này nó rất là ngon luôn á. Ngon mà dẻo nữa. Thơm mùi lá dứa, nước cốt dừa béo béo, có hơi có mặn mặn của muối nữa các bạn. Rất là ngon luôn. Các bạn thử nếu mà không có thời gian á, các bạn nấu xôi ở trong microwave bằng cách này đi ha. Món này thì mình ăn chung với lại xoài cắt lát, nước cốt dừa và mè rang chín ha. Nhưng mà hôm nay mình không có mè, cho nên mình ăn với lại đậu phộng rang. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.